Vâng, trận thi đấu chung kết đầu tiên dành cho đội bạn Egypt đến từ game thủ Chip Boy. Bên kia là Rome Sam. Rome Sam đến từ hai game thủ của AOE BB Club. Rằng Roman đến từ game thủ No 1. Quân cứ tà ngang ngang nhau à. 2-0 trong trận đấu thứ 3 rồi, xúc luôn sẽ lại 3-0 đi. Vâng, trận thi đấu chung kết đầu tiên cho đội bạn trong trận đấu này. Vâng, Sam Rome đối đầu với cả Egypt Rome, cần chặt. Egypt sẽ lợi thế một chút nhưng mà phải đợi khá lâu lâu. Vâng, trận thi đấu thứ 3 trong trận đấu thứ 3. Đây. Chúng ta cùng trở lại với trận thi đấu này thôi. Ủa, vâng, đôi voi bầy hiêu dành cho game thủ No 1. Bài Roman. Nông dân đi dò gặp sư tử nhưng không sao cả. Con voi đang núp sau cây gỗ. Kích mãi không được, cày. Vâng, phải chặt bỏ cây gỗ để lấy bóng con voi để câu về. Đến mệt. Này thì quân trong buổi chiều ngày hôm nay đang khá tà giống nhau. Sẽ đấu thứ 3 và đây là trận chung kết đầu tiên cho đội bạn. Dẫn 2-0 anh. 2-0 C3 rồi, có quả phụ luôn. Bóng một cái bóng đen bé tí, nó vội bảo mày định lừa tao đúng không? Và cuối cùng cũng đã phát hiện ra bãi quả phụ này. Đôi voi hiệu 7 quả phụ, đồ mắc binh. Ba nông dân dành cho game thủ No 1 đang đóng thêm e rồi. Tí chậm dần. Xin lỗi tiểu màn thầu chậm dần. Chúng ta chuyển sang màn hình máy của Chip Boy. Đây Chip Boy. Một voi đây, ui nhà nhiều voi lắm. Nhà Chip Boy rất nhiều voi. Ba con. Đang tìm bãi quả phụ nhưng chưa thấy. Hiếu đầu cũng nằm rất gọn gàng tại nhà chính của Chip Boy rồi. Chưa thấy thêm đồ gì ăn kích đời. Bài kích cuối 7 với 26 nông dân của người cầm Egypt. Nhà Chip Boy là khá rừng. Xúc. Ok luôn. Đổi gờ coi lấy bò bà xỉu á. Đấy, hỏi câu hơi chí mạng. Vâng, đổi được anh ạ. Đổi thoải mái. Vâng. Em có lấy gờ coi để bằng thanh toán tiền taxi nữa chứ, còn gờ coi đổi thành bò bà xỉu thì có gì mà không đổi được. Vâng, được thoải mái anh ơi. Anh em lấy gờ coi thanh toán tiền taxi mầm. Vâng, đi taxi xuống xe cái anh ơi em xin cái mã. Vâng, gửi mã cái chuyển gờ coi thông luôn về luôn. Thế thôi. Hai mươi sáu dân của Egypt. Nhà có thế khung dành cho game thủ Chip Boy. BA và BM. Do tìm thấy bãi quả phụ hơi muộn. Chính xác là cắt dân gian hơi muộn nên Chip Boy đang hơi thiếu thực một chút kích.
Vâng, 10 rưỡi, 26 nông dân. Đánh khá chuẩn. BS thứ 3 luôn. Chưa đủ để cấp chặt gỗ. Cái chặt gỗ em ơi. Rồi bây giờ đã nâng cấp được chặt gỗ rồi, ra ruộng. Chú ý dân, ôi đã có giò đối phương ở đây rồi. Giò game thủ tiểu màn thầu. Xin tê chưa? Đội bạn lên khá sớm. Vâng, chị boy vừa xin 2T. Chắc là kích vội quá. Tê ra rồi, chết mất một dân. Giò của đội bạn cũng khá khỏe đấy. Sụp luôn. Tê đang phải truy sát theo con giò này. Chết 2 dân rồi. Ok ok. Vẩy e đến từ game thủ chip boy nhưng không thành công. Con giò đối phương đã chạy ra ngoài mất rồi. Đã xảy ra lại bị chọc nổ bây giờ. Kinh quá. Soi tham. Vậy là nó một đã lên đời bánh xe. Cố gắng xảy ra nhanh còn kịp. Hai mươi sáu trên 28. Chị boy mới đóng được 3 chiếc nhà BA thôi. Có đang như 4A không? Vâng, ra chuyển sang máy nô 1. Thấy bảo nô 1 đang chém bay lắm. Vâng, như vậy nô 1 đang bị chém. Vậy là chém được con giò của game thủ tiểu màn thầu rồi. Bây giờ chuyển sang tránh đánh màu 4. Gặp kìa anh. Vâng, nhà BA màu 4 đây rồi. Lao vào xúc luôn không? Lại khung khung nhà đấy. Đội bạn rất hay khung nhà vẫn hở kìa. Vâng, còn một mả nông dân bên ngoài nhưng anh không chém, anh chém bay quanh ruộng này luôn. Vừa bị phát hiện bán hoàng. Vâng, bây giờ đang đuổi theo những con nông dân của game thủ tí. Lại chui lại khu vực này, ở đây bãi gỗ, tôi xúc bãi gỗ. Vấn đề gì? Vâng, đang đua đánh giò của game thủ nó 1. Nhưng cung đang lôi ra đây để thủ lại. Bèm luôn cả cung luôn. Ba con chém thoải mái chơi 4 con cung R. Còn 2 con nữa chưa kéo lên. Yếu hơn chip boy rồi. Chip boy sẽ khỏe trong turn này. Và nô 1 đang khiến cho cả hai game thủ đối phương mất tay. Tiếp tục công vào bãi gỗ này. Đẩy thêm chém lên. Nô 1 đang chém rất bay trong trận thiếu này. Phẩy liên tục. Tiếp tục là chém cung R. Bằng turn 2 đội bạn đã có. Vâng, đã điều chém rất hay. Vâng, có phù thủy ở đây. Vâng, bị phù mất một con ngựa chém. Vâng, vẫn còn giò chạy trong nhà. Có đi vòng xuống góc 3 giờ rồi lại vòng lại anh ạ. Vâng, định lao vào chỗ này nhưng mặt này kín rồi. Vẫn còn rất nhiều. Vâng, hở rừng dành cho game thủ tí. Rất khổ dành cho game thủ tí trong trận đấu này. Chip boy đang ở đâu? Đây là chip boy 50 trên 60. Công chết nhà màu 1 game thủ tiểu màn thầu rồi. Tiểu màn thầu dường như là chưa có bánh xe. 4 nhà BA xong đều dành cho game thủ chip boy. Nhưng bây giờ thì tiểu màn thầu có bánh xe và chạy được dân rồi. Đang truy sát theo những con nông dân này. Và một dãy nhà BA Vạn Lý Trường Thành để có thể bo nhà. Tiếp tục đuổi theo nông dân. Và bãi vàng của đối phương đã chạy. 54 trên 72. Dân vẫn đang ra đều. Và vẫn đang đuổi theo những con nông dân. Nó chạy sang nhà anh kia đâu 1. Sát mép bản đồ. Có dân của màu 1 chạy xuống. Vâng, ra một chiếc BG để có thể vé ruộng vẩy e. Hay. Vẩy e để bắt hết nông dân của game thủ tiểu màn thầu. Này thì chạy này. Vâng, này thì chém này. Quyết chưa? Vâng, 3-0-3. Vâng, cái thế này là cái thế không cửa thua. Cái thế sở trường mà tôi thường hay đánh gọi là gây dây. Vâng, đâu rồi? Vẫn đang tìm dân của game thủ tiểu màn thầu. Thôi công luôn màu 4 cho quýt luôn đi. Ốp luôn màu 4 cho quýt luôn nào. Nâng cấp chặt gỗ ai dành cho game thủ chip boy. Bây giờ nâng được rồi đấy. Rồi ok. Bây giờ thì tân quân to của chip boy sẽ đẩy sang nhà màu 4. Vẫn có một con cung R cắm trại giữa nhà chính của game thủ tiểu màn thầu. 4 nhà BA xong đều và đã là cung R Egypt chặt gỗ ai. Đây là nhà BA của game thủ tí. Vâng, nhà tí là một thế nhà rất xấu. Bị nó một ngoáy cháo cho không sống rồi. Vâng, đánh cho không lớn lên được rồi. Đây rồi tân mới đàn này thì ra này nở quân này. Vâng, đứng lại chơi đi anh ơi. Chạy nhanh thế. Tiếp tục một tuần nữa được đẩy lên đến từ game thủ chip boy vào công thẳng bãi ruộng. Quân của game thủ tí ở đây cũng khá khá nhưng
Đây là cung Egip và đã là chặt gỗ 2 và đứng lại chơi luôn dành cho game thủ Chip Boy. Vâng, chưa lên xong chặt gỗ 2. Gần xong rồi và game thủ Tiểu Bàn Thầu và Tí đã resize. Tỷ số là 3-0 trong trận đấu thứ 3 dành cho cặp đôi của Game TV. Vâng, nói chung là theo kiểu ngon đến bùng nổ trong trận đấu thứ 3. 3-0. Và hãy cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo, trận đấu thứ 4.